Luận Đại Trí Độ, quyển 61. Phẩm thứ 39, Tùy Hỷ. Kinh: Lúc bấy giờ Ngài Bồ Tát Di Lặc nói với Ngài Tu Bồ Đề: Thưa Ngài Tu Bồ Đề, Bồ Tát dụng vô sở đắc mà tùy hỷ phước đức, cùng với hết thảy chúng sanh đều hồi hướng về vô thượng Bồ Đề. Nếu đem so sánh với sự tùy hỷ phước đức của hàng Thanh Văn và Bích Chi Phật, thì sự tùy hỷ và phước đức của Bồ Tát là tối thắng, là tối diệu, là vô đẳng đẳng. Vì sao? Vì hàng Thanh Văn và Bích Chi Phật cùng các chúng sanh cũng có tùy hỷ phước đức bố thí, trì giới, thiền định, vân vân. Nhưng sự tùy hỷ đó chỉ nhằm để tự điều, tự tịnh, tự độ. Do vậy mà hành trì bốn niệm xứ dẫn đến tám thánh đạo, hành trì các tam muội không, vô tướng và vô tác. Còn Bồ Tát tùy hỷ công đức là vì vô thượng Bồ Đề, đem công đức này để điều phục hết thảy chúng sanh, thanh tịnh hết thảy chúng sanh, cứu độ hết thảy chúng sanh. Ngài Tu Bồ Đề nói: Bạch đại sĩ, chư vị đại Bồ Tát thường niệm chư Phật khắp mười phương, trong vô lượng vô biên A Tăng Kỳ thế giới, trong vô lượng vô biên A Tăng Kỳ Phật quốc, từ sơ phát tâm đến khi nhập vô dư niết bàn, dẫn đến thời kỳ phát tận. Trong khoảng giữa đó có vô lượng vô biên người tu thiện hạnh, có hàng thanh văn tu sáu pháp ba la mật, có hàng hữu học và hàng vô học tu các vô lậu thiện căn. Lại có chư Phật thuyết giới chúng, định chúng, huệ chúng, giải thoát chúng, giải thoát tri kiến chúng, nhất thiết chủng trí, đại từ đại bi cùng vô lượng Phật pháp khác. Từ các Phật pháp này có vô lượng chúng sanh được quả Tu Đà Hoàn, dẫn đến quả A La Hán, quả Bích Chi Phật, nhập các nhập Bồ Tát vị. Lại có vô lượng chúng sanh khác gieo trồng được các thiện căn. Nếu hòa hợp được hết thảy các công đức đó, rồi tùy hỷ hồi hướng về vô thượng Bồ Đề, thì mới thật là tùy hỷ tối thượng, tùy hỷ tối diệu, tùy hỷ vô đẳng đẳng vậy. Bạch đại sĩ, nếu có thiện nam thiện nữ nào hành Bồ Tát đạo hồi hướng công đức về vô thượng Bồ Đề, mà còn nghĩ rằng ta có tâm hồi hướng về vô thượng Bồ Đề, còn chấp tướng hồi hướng về vô thượng Bồ Đề, ý Ngài nghĩ sao, tưởng niệm như vậy có được chăng? Ngài Di Lặc đáp: Thường Ngài Tu Bồ Đề, nếu thiện nam thiện nữ hành Bồ Tát đạo hồi hướng công đức về vô thượng Bồ Đề, mà còn chấp tâm hồi hướng, là còn có tâm duyên sự nên chẳng đạt đến chỗ như niệm được. Ngài Tu Bồ Đề nói: Bạch đại sĩ, các duyên các sự đều là vô sở hữu, nếu hành Bồ Tát đạo mà còn chấp tâm chấp tướng thì chẳng sao đạt đến chỗ như niệm được. Người hành Bồ Tát đạo phải hòa hợp hết thảy các thiện căn của mười phương chư Phật, từ sơ phát tâm dẫn đến thời kỳ pháp tận, các thiện căn của hàng Thanh Văn và Bích Chi Phật, các thiện căn của hàng hữu học và vô học. Bồ Tát hòa hợp như vậy rồi, lại đem hết thảy các thiện căn công đức đó để tùy hỷ hồi hướng về vô thượng Bồ Đề. Tùy hỷ hồi hướng như vậy mà chẳng có chấp tâm hồi hướng, chẳng có chấp tướng hồi hướng, thì mới thật là chẳng có điên đảo. Vì sao? Vì nếu vô thường mà tưởng là thường, khổ mà tưởng là lạc, vô ngã mà tưởng là ngã, bất tịnh mà tưởng là tịnh, thì gọi là tưởng điên đảo. Tưởng điên đảo sẽ dẫn đến tâm điên đảo, kiến điên đảo. Với hy tưởng điên đảo, tâm điên đảo, kiến điên đảo như vậy, thì duyên hồi hướng, sự hồi hướng dẫn đến tâm hồi hướng về vô thượng Bồ Đề cũng đều là điên đảo. Tất cả sáu pháp ba la mật dẫn đến bất cộng pháp cũng đều là như vậy. Nếu đã như vậy thì có gì đâu để gọi là duyên, để gọi là sự, để gọi là thiện căn, dẫn đến có gì đâu để gọi là tùy hỷ hồi hướng về vô thượng Bồ Đề nữa. Luận: Trước đây Phật đã dạy Ngài Tu Bồ Đề thuyết về Bát Nhã Ba La Mật, và Ngài Thích Đề Hoàn Nhân cũng đã có hỏi nhiều, nói nhiều về các công đức sự. Nay ở phần này, Ngài Di Lặc muốn tùy thuận bổ sung thêm, nên đã nhờ Ngài Tu Bồ Đề giải rộng thêm về sự tùy hỷ công đức đúng theo chánh nghĩa Bát Nhã Ba La Mật. Lại nữa, vì Đế Thích cũng như Chư Thiên, sau khi nghe tán thán công đức cúng dường Bát Nhã Ba La Mật, liền đem hương hoa tràng phan bảo cái để cúng dường, tự lấy làm hoan hỷ, là đã cúng dường Bát Nhã Ba La Mật bằng những vật quý ở cõi trời mà hàng xuất gia chẳng sao có thể có được. Ngài Di Lặc biết rõ tâm niệm của vị Đế Thích và của Chư Thiên như vậy, lại muốn phá sự chấp tướng bố thí đó, nên Ngài đã nói với Ngài Tu Bồ Đề rằng: Bồ Tát chỉ dụng tâm tùy hỷ là đã thủ thắng hơn các hàng Thanh Văn và Bích Chi Phật và hết thảy chúng sanh rồi. Hàng Thanh Văn và Bích Chi Phật
dù bồ thí vô lậu công đức cũng chẳng so sánh kịp. Huống nữa chư thiên đem hương hoa tràng phan bảo cái cúng dường bát nhã ba la mật. Vì sao? Vì bồ tát tùy hỷ công đức chỉ dùng các lực phương tiện trí huệ làm công đức, mà chẳng dùng thân nghiệp và khẩu nghiệp làm công đức vậy. Bồ tát khi thấy người tu phước liền tùy thuận hoan hỷ và tự niệm rằng: tu phước đối với chúng sanh là phương tiện hành đạo rất thù thắng. Nếu chẳng có tu các phước đức sự, thì người và các loài súc sanh đều đồng nhau ở nơi dâm dục ăn uống và đấu tranh. Ở thế gian, những người hành chánh đạo và những người tu phước được mọi người thương mến tôn trọng. Ví như vào những đêm trăng sáng mát mẻ, mọi người đều cảm thấy dễ chịu khoan khoái. Cũng như vậy, người tu phước tự cảm thấy hoan hỷ, khinh an, nên biết có hai loại phước đức. Đó là phước đức thế gian, phước đức xuất thế gian. Các pháp vô lậu xuất thế gian tuy chẳng hiện phước tướng, nhưng lại thường dẫn sanh các phước đức. Do vậy mà trong kinh nói đến phước đức hữu lậu và phước đức vô lậu. Lại cũng nên biết thật hành đầy đủ phước đức, cũng là bản nguyện của Bồ Tát. Hết thảy các bậc thánh đều tán thán và kính ngưỡng người hành đầy đủ các phước đức, chỉ có kẻ vô trí mới chê bai khinh dễ mà thôi. Các bậc đại trí đã viễn ly các hành xứ nên được phước đức thù thắng vô lượng. Do vậy mà các ngài mới tùy duyên ứng hiện, hoặc làm chuyển luân thánh vương, hoặc làm thiên vương, hoặc làm A-la-hán, bích chi Phật để hóa độ chúng sanh. Lại nữa, chư Phật đã đầy đủ đại từ đại bi, bốn vô sở úy, bốn vô ngại trí, nhất thiết trùng trí đã được tự tại vô ngại. Tất cả đều từ phước đức sanh ra cả. Như vậy, nếu có được đầy đủ phước đức là có đầy đủ chánh kiến, và có đầy đủ chánh kiến rồi mới sanh tâm tùy hỷ. Bồ Tát tùy hỷ phước đức tự niệm rằng: ta phải ban vui cho hết thảy chúng sanh. Khi thấy chúng sanh hành phước đức, ta phải sanh tâm tùy hỷ. Khi thấy chúng sanh hành các thiện pháp, ta phải xem chúng sanh đó đồng sự với ta, tương tự như ta, là pháp hữu của ta. Do vậy mà ta phải sanh tâm hoan hỷ. Lại nữa, cũng nên biết chư Phật, chư Bồ Tát, chư Thanh Văn cùng các chúng sanh hành các thiện pháp như bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định đều dẫn xuất từ phước đức cả. Bồ Tát tùy hỷ các phước đức như vậy, rồi đem công đức tùy hỷ đó để cùng với hết thảy chúng sanh đồng hồi hướng về vô thượng Bồ Đề mà chẳng trú chẳng đắc. Lại nữa, Bồ Tát vì hết thảy chúng sanh bố thí hết thảy các quả phước báo nên được vô lượng phước đức, được cúng dường đầy đủ. Tuy được cúng dường đầy đủ như vậy mà Bồ Tát lại chẳng sanh tâm chấp đắm. Bồ Tát dùng các tài vật cúng dường để làm các việc lợi ích cho chúng sanh. Bồ Tát vì chúng sanh thuyết pháp khiến họ tu tập được 10 thiện căn, 4 thiền, 4 vô lượng tâm, vân vân, khiến họ được lợi ích ở đời này và cả ở đời sau, và dần dần vào được Phật đạo. Bồ Tát dùng các phước đức để thanh tịnh các nghiệp thân khẩu, nên được đầy đủ 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp, vô lượng quang minh, khiến chúng sanh nhìn thấy chẳng có nhàm chán. Lại nữa, Bồ Tát có vô lượng phạm âm hòa nhã, thanh tịnh, và ở trong Phật Pháp thường được vô ngại giải thoát. Bồ Tát thể hiện ba pháp sự, đó là độ vô lượng chúng sanh, thể hiện nhập Niết Bàn, lưu bố xá lợi lại ở thế gian sau khi nhập Niết Bàn. Bồ Tát đem tất cả các phước đức để cùng với hết thảy chúng sanh đồng hồi hướng về vô thượng Bồ Đề, nhằm gieo trồng căn lành nơi chúng sanh, dẫn dắt họ vào Phật đạo. Bởi nhân duyên vậy nên từ sơ phát tâm dẫn đến khi thành đạo, Phật đã thành tựu vô lượng phước đức và đã cùng với hết thảy chúng sanh đồng hồi hướng về vô thượng Bồ Đề. Phật tùy hỷ hồi hướng như vậy với tâm bất động vô sở đắc. Thế nhưng Phật vẫn thường tùy thuận tâm chúng sanh, dùng các lực phương tiện hành các thiện pháp làm lợi ích cho chúng sanh. Như trước đây đã nói, nếu đem so sánh các phước đức bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định, vân vân của hàng Thanh Văn và Bích Chi Phật, thì sự tùy hỷ phước đức của Bồ Tát thù thắng hơn rất nhiều. Vì sao? Vì hàng nhị thừa hành các phước đức sự chỉ nhằm để tự điều, tự định, tự tịnh và tự độ. Ví như trì giới là tự điều, tu thiền định là tự tịnh, tu trí huệ là tự độ, hành chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng là tự điều, hành chánh nghiệp, chánh định là tự tịnh. Do nhân duyên bố thí mà tự điều, do nhân duyên trì giới mà tự tịnh, do nhân duyên tu thiền định mà tự độ. Nên biết rằng, tu 37 phẩm trợ đạo, 3 giải thoát môn, tu bố thí trì giới dẫn đến thiền định, dẫn đường vào vô lậu pháp,
Nhưng các pháp môn tu đó vẫn còn xa vô lậu pháp. Vì còn xa vô lậu pháp nên hành giả chưa có thể liễu thông được sự tùy hỷ phước đức của Bồ Tát. Bồ Tát dù chẳng hao công phí sức trong việc tự điều, tự tịnh, tự độ, nhưng do nguyện lực muốn độ thoát hết thảy chúng sanh, mà sự tùy hỷ phước đức của Bồ Tát thù thắng hơn cả. Hỏi, nếu thật chẳng độ chúng sanh, thì vì sao lại nói do muốn độ thoát hết thảy chúng sanh, mà sự tùy hỷ phước đức của Bồ Tát là thù thắng hơn cả? Đáp, chư Phật và chư Đại Bồ Tát đều có các công đức lực độ thoát hết thảy chúng sanh. Sở dĩ có chúng sanh chưa được độ, vì họ chưa hội đủ nhân duyên để được độ vậy. Ví như lửa có công năng thiêu đốt củi, thế nhưng nếu chẳng tác duyên cho lửa ở gần bên củi, thì lửa chẳng sao thiêu đốt được củi. Trái lại, nếu để củi cạnh lửa thì củi liền bén lửa và bốc cháy. Ngài Tu Bồ Đề dùng cứu cánh không trí huệ, hỏi Ngài Di Lặc rằng, niệm phước đức của chư Phật và tùy hỷ hồi hướng các phước đức ấy về vô thượng Bồ Đề đều là niệm các sự việc quá khứ, chỗ niệm như vậy có được chăng? Ngài Di Lặc y vào hai duyên pháp đáp, chẳng phải vậy. Đó là vì các đức Phật quá khứ đã diệt độ trải qua vô lượng kiếp. Nếu Bồ Tát chưa có túc mạng thông trí hay chưa có đầy đủ túc mạng thông trí thì chẳng thể nào thấu suốt được. Vì sao? Vì nếu chỉ nương vào chỗ được nghe, nhớ tưởng, chỗ phân biệt trong kinh thì chẳng sao đạt đến chỗ như niệm được. Vì công đức của chư Phật chẳng thể suy lường được. Công đức của chư Phật vượt ra khỏi ba cõi, vượt ra khỏi ba đời là rốt ráo không, là tịch diệt tướng niết bàn vậy. Bởi vậy nên công đức của chư Phật và chư đại đệ tử của chư Phật, rồi dùng tâm. Bởi vậy nên phân biệt công đức của chư Phật và chư đại đệ tử của chư Phật, rồi dùng tâm tùy hỷ hồi hướng về vô thượng Bồ Đề là chẳng thật có vậy. Cho nên nói sự tùy hỷ hồi hướng như vậy là rốt ráo không, là rốt ráo thanh tịnh. Ngài Tu Bồ Đề nói, nếu chẳng có pháp sự hiện hành mà chỉ có ước niệm phân biệt thì là điên đảo tưởng. Nếu có pháp sự thì pháp sự đó cũng là rốt ráo không. Bởi vậy nên thanh tịnh ước niệm cũng như công đức của chư Phật quá khứ đều là rốt ráo không, đều là vô phân biệt. Đã là rốt ráo không, là vô phân biệt thì làm sao mà tùy hỷ được? Ngài Di Lặc đáp, chư Bồ Tát dụng duyên như vậy, sự như vậy để tùy hỷ hồi hướng phước đức của chư Phật về vô thượng Bồ Đề mà chẳng thủ chấp sự hồi hướng, đây mới hy thật là chân hồi hướng. Ngài Tu Bồ Đề nói, Bồ Tát ước niệm chư Phật quá khứ đã diệt độ, trải qua vô lượng kiếp. Như vậy là Bồ Tát đã phát khởi tùy hỷ phước đức nơi phước điển vô thượng của chư Phật. Bởi vậy nên, khi niệm Phật, khi nghe một danh hiệu của một vị Phật quá khứ nào, là phải y nơi đó mà rộng niệm hết thảy chư Phật quá khứ. Vì sao? Vì từ khi sơ phát tâm, chư Phật đã phát thệ nguyện rộng độ hết thảy chúng sanh. Khi niệm như vậy, thì tâm sẽ tương ưng với ba thiện căn vô tham, vô sân và vô si. Nhờ vậy mà tinh tấn hành các thiện pháp dẫn đến được các nghiệp thân và khẩu thanh tịnh hòa hợp với các thiện pháp, đây mới là thanh tịnh phước đức. Lại nữa, Bồ Tát từ sơ phát tâm đã hành sáu pháp ba la mật, nên khi vào Bồ Tát vị, khi được đầy đủ mười địa, khi tọa đạo tràng và mãi cho đến khi nhập vô dư niết bàn, vẫn thường tu phước đức hòa hợp với Phật đạo. Sau khi nhập niết bàn, lại còn lưu bố xá lợi cho các hàng trời người cung kính cúng dường. Phước đức này ở nơi tự thân của Bồ Tát tương ưng với sáu ba la mật, nên các thiện pháp mà Bồ Tát hành đều tương ưng với sáu ba la mật cả. Các hàng thanh văn và bích chi Phật tu bố thí trì giới dẫn đến tu thiền định chỉ được các công đức sau đây, hoặc được lậu tận trở thành bậc vô học, hoặc được đạo mà chưa được lậu tận trở thành bậc hữu học. Hàng vô học có phước đức thù thắng hơn hàng hữu học. Vì sao? Vì hàng vô học có đầy đủ tướng tốt trang nghiêm và đầy đủ thiện căn công đức, còn hàng hữu học có đầy đủ tướng tốt trang nghiêm mà chưa có được đầy đủ thiện căn công đức. Lại nữa, hàng vô học có đại từ đại bi theo như nghĩa trong đại thừa pháp, như trước đây đã nói, chư Phật thuyết pháp khiến những ai y theo đó mà tu hành thì sẽ được quả tu đà hoàn dẫn đến vào Bồ Tát vị. Lại nữa, sau khi Phật diệt độ thì giáo pháp của Phật vẫn còn lưu truyền lại đời sau, dạy cho chúng sanh trồng được các lành đại thừa nhằm dẫn dắt chúng sanh vào Phật đạo. Lại nữa, khi Phật còn trụ thế thì giáo pháp của Phật được truyền dạy cho các hàng trời người
dẫn đến cho các loài súc sanh, tạo nhân duyên để họ gieo trồng phước đức. Bởi vậy nên tu phước đức mà phát tâm khắp duyên hết thảy chúng sanh chánh ước niệm, nhất tâm cầu Phật đạo và tùy hỷ hồi hướng phước đức về vô thượng Bồ Đề, thì sự tùy hỷ đó mới thật là tối thượng, là tối diệu, là vô đẳng đẳng. Hỏi: vì sao người cầu Phật đạo chẳng đem công đức của mình để hồi hướng mà chỉ đem tâm tùy hỷ phước đức để hồi hướng? Đáp: chư Bồ Tát dùng các lực phương tiện dạy chúng sanh tinh tấn tu phước đức và cũng dạy chúng sanh phát tâm tùy hỷ phước đức. Vì sao? Vì tùy hỷ phước đức thù thắng hơn tự mình tu phước đức. Ví như niệm Phật quá khứ cũng tức là niệm Phật tam muội, nhiếp cả sáu niệm gồm niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, niệm Xả, niệm Giới và niệm Thiên. Do thành tịnh hạnh như vậy mà vào được các thiền định, khởi sanh trí huệ, được chánh tùy hỷ, dẫn đến thật hành được chánh pháp. Vì sao? Vì dụng tâm tùy hỷ hồi hướng tức là dụng tâm duyên hết thảy chúng sanh, duyên hết thảy chư hiền thánh, chư Bồ Tát cùng chư Phật vậy. Người tu hành phải dụng tâm duyên như vậy để làm căn bản cho sự tu phước đức. Chẳng những dụng tâm duyên vậy mà tự thân cũng phải hành các công đức sự. Ngài Tu Bồ Đề hỏi Ngài Bồ Tát Di Lặc rằng: nếu có thiện nam thiện nữ hành Bồ Tát đạo mà còn nghĩ là mình có tâm hồi hướng vô thượng Bồ Đề, còn chấp có tướng hồi hướng vô thượng Bồ Đề, thì chỗ niệm như vậy có được chăng? Ngài Bồ Tát Di Lặc đáp: niệm như vậy chẳng thể nào đạt đến chỗ như niệm được. Bởi nhân duyên vậy nên Ngài Tu Bồ Đề nói: nếu chấp có duyên có sự thì liền bị rơi vào bốn điên đảo. Bốn tưởng điên đảo đó là: vô thường mà tưởng là thường, khổ mà tưởng là lạc, vô ngã mà tưởng là ngã, bất tịnh mà tưởng là tịnh. Hỏi: người mới nhập đạo, tuy tâm chẳng phải là điên đảo, nhưng thường khởi tưởng điên đảo nên thấy các tướng điên đảo. Như vậy khi người này đã rõ được các đế rồi thì có đoạn được các tưởng điên đảo chăng? Đáp: tưởng điên đảo khi sanh khởi khác với khi đoạn diệt. Vì sao? Vì khi sanh tưởng điên đảo thì các pháp tướng cũng điên đảo, thế nhưng khi đang liễu ngộ được các đế rồi thì chẳng còn tưởng điên đảo. Vì vậy chẳng còn thấy các pháp tướng điên đảo nữa, đây gọi là kiến đế sở đoạn. Hàng hữu học: do chưa ly dục nên còn khởi các kiến sử, lại do chưa đầy đủ chánh ức niệm nên còn ức niệm, suy nghĩ phải thủ lấy tịnh tướng. Thế nhưng khi đầy đủ chánh ức niệm rồi thì các ức niệm điên đảo cùng các kiết sử liền bị tiêu diệt. Trong kinh có nêu dụ về một giọt nước rơi vào đám lửa lớn tức thì bị hủy diệt. Cũng như vậy, khi đã có được chánh ức niệm, đã vào được thật tướng pháp rồi thì biết rõ các pháp đều là giả danh, đều chẳng thật có, khiến các tưởng điên đảo liền bị hủy diệt. Lại nữa, vì các duyên các sự đều là sốt giáo không nên niệm khởi cũng là sốt giáo không. Đạt ba la mật dẫn đến 18 bất cộng pháp cũng đều là sốt giáo không, đều chỉ là một tướng nhất tướng, đều chẳng có tướng vô tướng. Bởi vậy nên nói, chẳng có gì để gọi là duyên, chẳng có gì để gọi là sự, dẫn đến chẳng có gì để gọi là hồi hướng về vô thượng Bồ Đề cả. Kinh: Ngài Di Lặc nói: thưa Ngài Tu Bồ Đề, nếu có vị Bồ Tát nào đã từ lâu tu tập 6 pháp ba la mật, cúng dường chư Phật, gieo trồng thiện căn, gần gũi thiện tri thức, khéo tu học pháp tướng không, thì phải biết vị Bồ Tát đó đã ở nơi các duyên, nơi các sự, nơi các thiện căn như vậy mà tùy hỷ hồi hướng phước đức của chư Phật về vô thượng Bồ Đề, nhưng chẳng chấp tướng hồi hướng. Vì sao? Vì tùy hỷ hồi hướng chẳng phải là nhị pháp, cũng chẳng phải là bất nhị pháp, chẳng phải có tướng, cũng chẳng phải chẳng có tướng, chẳng phải khả đắc, cũng chẳng phải bất khả đắc, chẳng phải cấu, cũng chẳng phải tịnh, chẳng có sanh, cũng chẳng có diệt. Đây mới thật là chánh hồi hướng vô thượng Bồ Đề. Nếu có vị Bồ Tát nào tu tập 6 pháp ba la mật chẳng được bao lâu, chẳng thường cúng dường chư Phật, chẳng thường gieo trồng thiện căn, chẳng thường gần gũi thiện tri thức, chẳng khéo tu học pháp tướng không, thì phải biết Bồ Tát đó đã ở nơi các duyên, nơi các sự, nơi các thiện căn như vậy mà tùy hỷ hồi hướng phước đức của chư Phật về vô thượng Bồ Đề, rồi lại chấp lấy tướng hồi hướng. Đây chẳng phải là chánh hồi hướng vô thượng Bồ Đề. Thưa Ngài Tu Bồ Đề, nghĩa của Bát Nhã Ba La Mật dẫn đến nghĩa của nhất thiết trùng trí, nghĩa của nội không dẫn đến nghĩa của vô pháp hữu pháp không là như vậy đó. Chớ nên vì hàng tân học Bồ Tát giải nói cho họ nghe. Vì sao? Vì các Bồ Tát sơ phát tâm chưa có nhiều trí huệ nên giải nói cho họ nghe như vậy,
họ sẽ mất lòng tôn kính diệu pháp và đồng thời tín tâm thanh tịnh vừa mới phát khởi nơi họ sẽ bị sút giảm. Còn đối với các Bồ Tát bất thối chuyển, các Bồ Tát thường được các bậc thiện tri thức hộ trì, các Bồ Tát đã từ lâu cúng dường chư Phật, thì phải nên vì họ giải nói nghĩa của Bát Nhã Ba La Mật như vậy, nghĩa của nhất thiết trùng trí như vậy, nghĩa của nội không dẫn đến của vô pháp hữu pháp không như vậy. Vì sao? Vì các Bồ Tát này nghe nghĩa như vậy mà vẫn giữ được tâm an định, chẳng kinh, chẳng hãi, chẳng sợ. Thường ngày tu Bồ Đề, nếu có Bồ Tát nào nghe nghĩa như vậy mà chẳng kinh, chẳng hãi, chẳng sợ, thì phải biết đó là Bồ Tát Ma Ha Tát tùy hỷ phước đức hồi hướng về vô thượng Bồ Đề. Bồ Tát dụng tâm tùy hỷ mà tâm đó chính là tâm tận diệt, tận biến, tận ly, dẫn đến các duyên, các sự, các thiện căn cũng như vậy. Cho nên là chẳng có gì để gọi là duyên, chẳng có gì để gọi là sự, chẳng có gì để gọi là thiện căn, chẳng có gì để gọi là tùy hỷ hồi hướng vô thượng Bồ Đề nữa. Thưa ngài tu Bồ Đề, nếu tâm tùy hỷ và tâm hồi hướng chẳng phải là hai tâm chung khởi, thì tâm tánh hồi hướng vô thượng Bồ Đề là bất khả đắc vậy. Như vậy làm sao Bồ Tát có thể dùng tâm tùy hỷ hồi hướng vô thượng Bồ Đề được? Thưa ngài tu Bồ Đề, nếu Bồ Tát hành Bát Nhã Ba La Mật mà biết rõ Bát Nhã Ba La Mật là vô sở hữu, biết rõ đàn Ba La Mật dẫn đến thiền Ba La Mật là vô sở hữu, biết rõ năm ấm dẫn đến vô thượng Bồ Đề là vô sở hữu, thì mới có được chánh tùy hỷ hồi hướng vô thượng Bồ Đề. Luận: hành trì đúng theo chánh nghĩa Bát Nhã Ba La Mật mà chẳng hoại các pháp tướng, rồi tùy hỷ phước đức hồi hướng về vô thượng Bồ Đề là việc khó làm, khiến hàng phàm phu chẳng sao kham nhận được. Bởi vậy nên ngài Di Lặc nói rằng, phải là người đã từ lâu tu tập sáu pháp Ba La Mật, đã được công đức sâu dày mới có được tâm an định hành trì như vậy. Thiện nam thiện nữ hành trì được như vậy, phải là người đã nhiều đời cúng dường chư Phật, đã huân tập các thiện căn, đã chứa nhóm vô lượng vô biên công đức, đã dẹp sạch kiết sử, đã được tâm nhu nhuyễn, đã thân cận gần gũi thiện tri thức, đã có đầy đủ phương tiện lực, đã tu tập các pháp không mà chẳng chấp không, do được vô lượng vô biên công đức như vậy, nên ở nơi vô tướng pháp mà phát tâm tùy hỷ hồi hướng vô thượng Bồ Đề. Ví như sắt cứng rắn, nếu bỏ vào lò nung thì cũng trở thành mềm, khiến người thợ rèn có thể làm ra đủ thứ dao kéo cùng các dụng cụ khác tùy theo ý muốn. Cũng như vậy, do từ lâu tu tập sáu pháp Ba La Mật, lại nhờ được sự hộ trì của các bậc thiện tri thức, nên Bồ Tát được tâm nhu nhuyễn, khiến ở nơi các duyên, các sự, các thiện căn cũng như ở nơi phước đức của chư Phật quá khứ đều chẳng chấp thủ. Do vậy mà Bồ Tát vẫn thường khởi tâm tùy hỷ dụng vô tướng pháp hồi hướng về vô thượng Bồ Đề. Dụng vô tướng pháp có nghĩa là chẳng dùng nhị pháp, cũng chẳng dùng bất nhị pháp, dẫn đến chẳng dùng sanh pháp, cũng chẳng dùng diệt pháp. Đây là chánh tùy hỷ hồi hướng vô thượng Bồ Đề. Nếu trái lại thì chẳng phải là chánh tùy hỷ hồi hướng. Ngài Di Lặc biết rõ ngài tu Bồ Đề thường thuyết pháp không, nên mới nói nghĩa Bát Nhã Ba La Mật như vậy.